Sáng nay tại thủ đô Phnom Penh, Vương quốc Campuchia, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có cuộc gặp với Chủ tịch Hạ viện Maroc Rachid Tayyip El Alami nhân dịp tham dự Đại hội đồng Liên nghị viện các nước Đông Nam Á lần thứ 43. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực trong quan hệ giữa hai nước nói chung, giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Maroc nói riêng trong hơn 60 năm qua, khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn đẩy mạnh quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Maroc, nước duy nhất ở châu Phi có cơ chế hợp tác nghị viện với Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội cho biết, hai nước tuy cách xa nhau về địa lý nhưng có nhiều điểm tương đồng, cùng là thành viên phong trào không liên kết và cộng đồng pháp ngữ có quan hệ chính trị ngoại giao tốt đẹp. Tuy nhiên, hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, giao lưu nhân dân còn nhiều dư địa. Nhắc lại những ấn tượng hết sức tốt đẹp về Việt Nam, về sự phát triển mạnh mẽ của Việt Nam trong những năm qua, Chủ tịch Hạ viện Maroc khẳng định Maroc luôn coi trọng quan hệ với Việt Nam và mong muốn với vị trí chiến lược là cửa ngõ với châu Phi, châu Âu, là nước có nhiều hiệp định tự do thương mại với các đối tác trên thế giới. Maroc sẵn sàng là cầu nối của Việt Nam với châu Phi, đưa hàng hóa của Việt Nam tới các thị trường đầy tiềm năng. Với tư cách là một nước có vị trí quan trọng trong Liên minh châu Phi, Maroc ủng hộ Việt Nam sớm trở thành quan sát viên của Liên minh châu Phi. Tại cuộc gặp, Chủ tịch Hạ viện Rachid Tayyip El Alami trân trọng mời Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm Maroc. Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác cả kênh song phương và đa phương, đẩy mạnh trao đổi đoàn các cấp, nhất là đoàn cấp cao, đẩy mạnh hoạt động trên các kênh đảng, nhà nước, nghị viện và giao lưu nhân dân nhằm thảo luận các biện pháp và hình thức hợp tác, tiếp tục phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương như IPU, APF và các tổ chức nghị viện đa phương khác. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trân trọng mời Chủ tịch Hạ viện Rachid Tayyip El Alami thăm lại Việt Nam. Chủ tịch Hạ viện Maroc vui vẻ nhận lời và cho biết sẽ thu xếp sớm thăm Việt Nam.